Mời đại chúng chúng ta cùng ngồi thật là thoải mái, trở về lắng nghe hơi thở của mình, để chúng ta lắng nghe ba tiếng chuông trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay. California, Mỹ Quốc. Và hôm nay là cái buổi pháp thoại sau cuối của khóa tu này, là chúng tôi sẽ tổng kết lại những cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ để chúng ta thực tập. Thì cái phần thứ nhất là trở lại là cái chu kỳ sinh học của con người của chúng ta nói riêng và của vũ trụ nói chung. Thì làm sao chúng ta phải biết ứng dụng, chúng ta phải biết ứng dụng nó. Chúng ta nên nhớ rằng mình chỉ là một cái đơn vị rất là nhỏ bé, là một cái vũ trụ rất là nhỏ bé so với cái hành tinh của chúng ta đang sống và so với vũ trụ mênh mông trong cái cõi thái hư này. Thành ra nếu khi mà mình thuận thì mình sẽ được hỗ trợ rất là mạnh. Ngược lại, nếu mình nghịch thì mình sẽ bị nó nghiền nát như là hạt cát trong một cái bánh xe vậy, phải không? Thành ra tất cả nó đều trên cái nguyên lý hai mặt cả, tức là khi mà nó giúp mình thuận nó thì cũng rất là mạnh mẽ, mà ngược lại nghịch thì nó phá hoại mình cũng rất là tai tuột. Thành ra chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý vận hành này, và nó không riêng gì cho một cá nhân. Khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta làm sao để chúng ta có được cái ý thức, cái tác ý, và chúng ta phải hồi hướng hay là cầu nguyện để làm sao cái năng lực đó nó được lan tràn ra. Rồi trong cái mặt thực tế, chúng ta còn phải dùng cái thân giáo của mình, dùng cái khẩu giáo của mình để hướng dẫn giúp đỡ những người xung quanh nữa. Thì lúc đó mình mới có thể có cái sự thay đổi được nhờ cái lực hấp dẫn, hay là gọi là cái năng lực cộng đồng, cái tâm thức cộng đồng. Thì như vậy nó có lợi cho mình và có lợi cho người, cho vũ trụ. Còn nếu như mình làm một mình mình không có cái ý thức để mà trao truyền hay là hỗ trợ cho những người khác, mình lại không có cái ý thức để mà hồi hướng hay là cầu nguyện cho những người khác được chuyển hướng, thì cũng vậy, tức là mình không thể nào đi vào cái chiều sâu và cái tầm xa được hết cả. Thì như vậy trở lại trong cái chu kỳ sinh học này, như chúng tôi nói hôm trước là nó có rất nhiều điều để chúng ta phải nghiên cứu và học hỏi để ứng dụng. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất, điểm quan trọng nhất trong đây là chúng ta phải làm sao chúng ta cố gắng duy trì được cái buổi trưa. Trong khoảng thời gian từ 11 giờ tới 1 giờ. Và mình luôn luôn tâm niệm rằng đây là cái giờ để nạp năng lượng. Đây là cái giờ để nạp năng lượng sung mãn nhất, bình an nhất, và xác chứng được cái vai trò của con người của mình, của vũ trụ. Thì như vậy chúng ta mới đi vào trong cái chánh đạo được. Thậm chí như quý vị thấy ngày nay, kể cả khi mình đi vào Phật Pháp rồi, nhưng mà nếu như mình không nuôi dưỡng mình bằng cái con đường này, trên cái giờ thời khắc này, thì mình cũng sẽ bị đi lệch lạc vào trong cái tà đạo. Đi vào trong Phật Pháp rồi mà vẫn đi vào trong tà Pháp, nhưng lại không được vào gặp chánh Pháp. Là tại vì cái giờ này là cái giờ của năng lượng sung mãn nhất, sáng sủa nhất.
Mà mình không nuôi dưỡng mình, mà mình đi nuôi dưỡng bằng những cái giờ, bằng những cái giờ mà nó âm u, những cái giờ mà nó đen tối, những cái giờ mà nó nặng nề. Thành ra chúng ta thấy rằng mình có phước báo để được gặp Tam Bảo, nhưng mà khi mà mình không tiếp tục nuôi dưỡng mình, thực hành đúng đắn, thì mình cũng sẽ gặp những cái tà pháp, thì mình lại không gặp chánh pháp. Và như vậy khi mà mình đi vào trong cái sự hỗ trợ tu tập như vậy, thì vô tình dần dần mình làm cái hạt giống của mình nó bị thui chột đi, nó bị mòn, nó bị hư đi. Rồi thêm cái nữa là mình lại tiếp duyên để tạo nên cái sự mạt pháp, tổn hại của pháp, thì lúc đó mình lại là bị mắc nợ cái năng lượng của vũ trụ nữa. Thành ra cái giờ này là cái giờ rất là quan trọng. Nếu như chúng ta chưa có thời gian đủ để có thể cung cấp cho mình được một cái bữa ăn đầy đủ, thì ít nhất là chúng ta phải làm sao mà cho nó được 15 phút, cho nó được 15 phút. Và trong 15 phút đó thì mình phải ngồi xuống thật yên ổn. Đó là cái điều thứ nhất. Một cái chỗ nào chật hẹp cũng được, hay là mình ra ngoài gốc cây mình ngồi cũng được. Ra băng đá ngồi cũng được. Miễn chỗ nào mà mình ngồi xuống cho nó đàng hoàng, nó vững vàng, nó cân đối. Là tại vì trên cái nguyên lý mà chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái bệnh lý, tất cả mọi cái rối rắm đều do cái sự bất quân bình, đều do cái sự bất quân bình, tức là do cái sự chênh lệch cả. Thành ra từ một cái vị trí mình ngồi xuống mà mình ngồi không ngay ngắn, tức là mình sẽ bị cái quả liền ngay lập tức, là tất cả các cái cơ quan hệ thống trong người mình nó sẽ không có cân đối. Rồi các cái dịch sinh lý của mình, tâm lý của mình nó cũng sẽ không cân đối. Thành nó có những cái nó rất là căn bản, nhưng mà mình không để ý. Và từ những cái căn bản đó thì nó mới bắt đầu nó tích tụ lại để nó thành ra những cái lớn hơn. Thành ra cái việc trước hết là mình kiếm một cái chỗ nào không cần phải cho sang trọng, có bàn, có ghế đầy đủ. Mình ngồi dưới đất cũng được, mình ngồi trong góc cũng được, mình ngồi gốc cây cũng được, mình ngồi trên băng đá, mình ngồi trên bờ hồ, mình ngồi trên một cái bờ xi măng cũng được. Nhưng mà phải ngồi xuống cho nó yên lặng, ngồi xuống cho nó ngay ngắn. Và khi nào mình mệt lắm thì mình dựa, nhưng mà phải dựa sát cái lưng mình vào, tức là mình phải đẩy cái mông của mình vào sát trong cái góc tường và mình dựa cái lưng thịt thẳng. Dĩ nhiên nó cũng sẽ mất đi một phần tác dụng, tức là mình vẫn còn chịu cái sự nương tựa và mình không có được cái sự thông thoáng, mình không có được cái sự tự chủ. Nhưng mà khi nào mình mệt lắm thì mình có thể dựa được, nhưng mà với điều kiện phải dựa cho nó thật sát cái lưng. Còn nếu như mình ngồi cái mông mình tút ở ngoài mà dựa cái lưng ra đằng sau thì như vậy nó sẽ bị tổn hại, nó sẽ bị tổn hại cái cột sống của mình ở ngang cái khoảng thắt lưng ở dưới. Mà cái mà mình thường bị nhất bây giờ là cái L4, L5, tức là cái mà chúng ta thường bị bây giờ nhất là cái L4, L5. Khi mà mình ngồi mình dựa cái lưng ra thì tất cả những cái đốt sống này, những cái gai nó sẽ hẹp lại. Và khi nó hẹp lại như vậy thì nó sẽ chèn ép cái sự lưu chuyển của máu, huyết, của dịch, của khí. Rồi từ từ nó sẽ bị thoái hóa xương, nó sẽ bị vôi hóa, nó sẽ bị lệch đĩa đệm, vân vân. Đó. Thành ra chúng ta thấy có những cái rất là căn bản nhưng mà mình thực hiện hoàn toàn sai trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thành ra chúng tôi phải nhắc lại quý vị một lần nữa là chúng ta phải, thứ nhất là cái giờ, thứ nhất là cái giờ, thứ hai là cái vị trí, thứ hai là cái vị trí. Thì khi mà cái vị trí của mình cân đối ngay ngắn, an ổn cả bên trong lẫn bên ngoài, thì từ đó nó mới giúp cho cái sự nuôi dưỡng của mình, cái sự điều chỉnh của mình lại được cân đối, an ổn, thảnh thơi. Thì chỉ cần một trái táo, vài ba trái nho, một ly nước sinh tố là đủ rồi, chứ không cần gì phải nhiều. Nhưng mà ngồi xuống cho ngay ngắn, an ổn, cân bằng, và chúng ta thực tập các cái gì mà chúng ta đã thực tập mấy hôm nay. Chúng ta phải để cái tâm bình an, để cái sự tỉnh thức, để cái tâm trân trọng, trân quý,
vài ba giây, một phút, rồi mình niệm Phật, rồi mình đọc năm lời quán nguyện, hay là mình gửi cái sự tri ân tới tất cả mọi loài, từ những cái loài thực phẩm, những loài chúng sanh cho tới những người đã góp cái công để tạo nên cái thực phẩm cho mình. Đó. Rồi sau đó là mình hồi hướng hết tất cả mọi người, cầu mong cho tất cả mọi người đều được nuôi dưỡng như mình. Nha. Cầu mong cho tất cả mọi người đều được nuôi dưỡng như mình như vậy, để người ta trở thành cái con người cân đối, khỏe mạnh, ha. Và cả thân và tâm, để rồi từ đó mình có được một cái năng lượng cộng đồng sung mãn hơn. Rồi sau đó thì mình mới bắt đầu đi đến cái việc thọ thực. Thì khi mình bắt đầu thọ thực á, thì bây giờ mình sẽ nói một tí xíu về cái nguyên tắc mà mình đã ứng dụng mấy hôm nay. Thì như hôm trước chúng tôi có nói sơ với đại chúng, tại sao trong cái văn hóa Việt Nam, trong cái văn hóa Việt Nam mình thì rõ ràng cái chữ ăn, cái chữ ăn nó rất là quan trọng, bởi vì nó đứng đầu hết tất cả mọi cái hoạt động căn bản trong đời sống hàng ngày của mình. Ăn nói, ăn học, ăn làm, ăn ngủ, ăn chơi, cái gì nó cũng phải đi đầu. Tất cả những cái sinh hoạt đó là sinh hoạt căn bản tối cần thiết cho đời sống con người. Khi mình lên một cái nhu cầu cao hơn là giao tế, lễ nghi, thì nó cũng vậy. Tức là ăn hỏi, ăn cưới, ăn tiệc, ăn dỗ, ăn tết, vân vân. Nha. Khi mình đi vào trên cái con đường tâm linh, nha, thì cũng vậy, có thực mới vực được đạo. Thành ra nó nói lên cái nguyên lý nhân quả rất là rõ ràng. Và nó cũng nói lên cái tính ưu việt, hay là cái tầm quan trọng, thiết thực của cái việc nuôi dưỡng con người chúng ta từ thân tới tâm như thế nào. Thành ra khi mà mình thấy được cái văn hóa của mình nó đã biểu hiện rất là rõ trong cái đời sống hàng ngày của mình như vậy, thì chẳng qua là tại vì cái triết lý Phật giáo nó đã thấm sâu vào trong máu thịt, trong cái văn hóa của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Thành ra cái vấn đề ăn nó rất là quan trọng. Và trong cái ăn đó thì chúng ta thấy rằng một lần nữa là mình có đến nhiều cái tầm năng lượng khác nhau, phải không? Thành ra nếu như chúng ta biết từ những cái tầng thấp đến tầng cao, thành ra khi mà mình để vài ba giây, một phút tỉnh thức an lành trước khi mình cầu nguyện, trước khi mình gửi cái năng lượng đến cho thực phẩm để tri ân, để chuyển hóa nó, là mình đã bắt đầu sử dụng cái năng lượng của tư niệm thực. Từ đó mình bắt đầu nhìn thấy cái màu sắc, ngửi cái mùi hương của nó, là mình đã bắt đầu hấp thụ được cái xúc thực. Rồi khi mà mình bắt đầu bỏ vào miệng, mình ngậm một lát, thì mình gia tăng cái xúc thực lên. Mình gia tăng cái xúc thực lên. Khi mình bắt đầu nhai cho kỹ, cho chậm, là mình lại tiếp tục gia tăng cái phần xúc thực. Mặc dù nó nằm trong tầng đoạn thực, nhưng mà mình càng nhai kỹ bao nhiêu thì cái sự tiếp xúc nó càng lâu bấy nhiêu, nó càng nhiều bấy nhiêu. Thành ra nó sẽ hấp thụ, nó sẽ hấp thụ, nó sẽ thỏa mãn được nhiều bấy nhiêu. Còn nếu mà nói về cái quality, nói về cái quality, hồi nãy là mình nói tới cái quantity là số lượng thôi. Còn khi mình nói về chất lượng á, thì khi mình càng nhai kỹ bao nhiêu, càng nhai lâu bao nhiêu, nó càng tiếp xúc lâu tới các cái khứu giác, vị giác bao nhiêu, thì cái thông tin nó tiếp nhận để nó đưa về não bộ sẽ là chính xác bấy nhiêu. Nó sẽ là chính xác bấy nhiêu. Thì trên cái nguyên lý, trên cái nguyên lý mà bất quá tam, mình thường nghe người ta nói trong cuộc đời là cái gì cũng bất quá tam hết. Tức là chỉ cần 3 lần là nó sẽ có sự xác chứng lẫn nhau. Thành ra nếu như mà mình chưa đủ 3 cái thì nó sẽ không có cái sự xác chứng lẫn nhau. Nếu như mình quá 3 cái thì nó cũng được tốt hơn, nhưng mà mình phải cần có 3 cái. Thành ra quý vị thấy trên cái nguyên lý đó, thì hôm trước mình nhớ đến cái là cái thể chất mà tạo nên con người mình căn bản là gì? Là nước. Nó cũng có ba cái, phải không?
nó có một oxy và hai hydro để nó tạo ra một cái mặt phẳng tam giác, nó tạo ra ba cái điểm. Rồi trong cái chu kỳ sinh học của vũ trụ, trong cái sóng năng lượng, mình cũng thấy nó có những cái tam giác. Thì như vậy, trên cái nguyên lý đó nó cũng hình thành các cái kim tự tháp năng lượng cũng vậy nha. Và chúng ta thấy khi nó biểu hiện thành con người của mình cũng vậy nha. Khi nó biểu hiện thành con người của mình thì mình thấy cái thân của mình, cái thân của mình thông thường thì mình được chia ra làm ba phần. Cái thân của mình được chia làm ba phần: đầu, mình và tứ chi. Rồi bây giờ mình lấy cái đầu của mình ra, cũng được chia làm ba phần. Phần từ chân mày trở lên là một, từ chân mày đến cái viền môi dưới là hai, và từ cái viền môi dưới tới cái chóp cằm là ba. Thì như vậy cái đầu của mình cũng được chia làm ba phần. Trong sinh vật học, trong cơ thể học, trong y học thì người ta cũng chia như vậy. Rồi tới cái phần mình, tức là từ cổ cho tới cái phần xương cùng của mình, thì như vậy nó cũng chia làm ba phần: thượng vị, tức là từ cái chánh thủy của mình đi lên; trung vị là từ chánh thủy của mình đi xuống cái rốn; và hạ vị là từ rốn tới cái điểm cuối cùng hết. Tứ chi của mình cũng vậy, tức là tay chân của mình cũng được chia làm ba phần: bắp tay, cẳng tay và bàn tay; bắp chân, cẳng chân và bàn chân. Rồi khi mình lấy cái bàn tay của mình ra thì bàn tay của mình nó cũng được chia làm ba phần. Bàn tay của mình được chia làm ba phần: từ cái cổ tay của mình cho tới cái gan bàn tay của mình là một phần. Cái lòng bàn tay của mình là từ cái điểm lõm của cái gan bàn tay của mình đó ra tới các cái ngón này là hai, và cái phần thứ ba là các cái ngón tay. Thì tương tự như vậy, cái bàn chân của mình cũng vậy. Cái gót chân, lòng bàn chân và các cái ngón chân. Rồi khi chúng ta nhìn các cái ngón tay hay ngón chân cũng vậy, cũng chia làm ba đốt. Thành ra đó là cái nguyên lý mà vũ trụ đã hình thành nên. Đã hình thành nên, nó lấy từ cái gì? Nó lấy từ cái khởi nguyên ban đầu của một cái chân như. Từ một cái khởi nguyên ban đầu của cái chân như. Khi mà mình bắt đầu có cái tâm phân biệt, khi mà mình vừa khởi cái tâm phân biệt thì ngay lập tức nó sẽ tạo ra cái lưỡng nguyên. Tức là từ đó cái hạt vật chất đầu tiên được hình thành. Tại vì khi nó ở trong cái phi vật chất thì nó chỉ là một cái sự biểu hiện tạm thời của ba điểm thôi, của những cái tam giác, của những cái làn sóng. Nhưng mà cái này nó sẽ di chuyển liên tục, nó thay đổi liên tục và nó không có hình tướng. Nhưng mà khi mình vừa có cái tâm phân biệt khởi lên thì ngay lập tức nó sẽ hình thành cái đơn vị vật chất đầu tiên là những cái hạt vật chất. Và cái hạt vật chất đó nó sẽ có một cái hạt nhân trung tính, rồi sau đó là cái hạt nhân dương tính và các cái hạt điện tử âm tính. Thành ra nó tách ra làm ba lần ngay lập tức. Và từ đó thì mình mới có cái tốt, xấu, đẹp, xấu, hơn, thua, cao, thấp, phải, trái. Thành từ cái nguyên lý căn bản đó thì nó mới bắt đầu nó hình thành ra cái mà y học Đông Phương gọi là cái tam tài. Tức là chúng ta có mình thì tự nhiên mình thấy có trời và có đất. Tự nhiên có mình thì mình bắt đầu thấy có hiện tại, có quá khứ và có vị lai. Thành tất cả mọi cái từ đó nó hình ra cái pháp đó, cái pháp mà mình nói là ba cái như vậy. Thành ra khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta sử dụng cái thức ăn đó, khi chúng ta bắt đầu sử dụng cái thức ăn cũng vậy, chúng ta phối hợp đến ba cái với nhau. Tức là từ đầu tiên khi mình lấy cái tư niệm thực đầu tiên là mình khởi nghĩ về cái ăn. Mình khởi nghĩ về cái ăn, cái nấu nướng, cái chuẩn bị. Sau đó là mình bắt đầu tới cái xúc thực, là mình phải tiếp nhận những cái màu sắc, những cái mùi hương của nó từ bên ngoài đó. Rồi khi mình bỏ vào miệng thì mình bắt đầu mình nếm cái vị của nó. Và cuối cùng thì mình mới bắt đầu đưa vào cái miệng ở trong của mình.
Thành ra khi mà mình đưa cái thức ăn tới trước mặt của mình thì mình dùng cái con mắt của mình, dùng cái lỗ mũi của mình, khi mình đưa vào miệng thì mình dùng cái lưỡi của mình. Thì nếu như mình ăn có sự chánh niệm tỉnh giác thì tất cả những cái thông tin này nó sẽ được tiếp nhận một cách trọn vẹn, đầy đủ, chính xác. Thành ra đòi hỏi mình phải nấu đơn giản, đòi hỏi mình phải ăn trong chánh niệm nha. Thì như vậy thông tin nó tiếp nhận màu sắc, mùi vị, hương vị, thì khi mà nó đi chậm bao nhiêu, kỹ bao nhiêu, tỉnh giác bao nhiêu, thì tất cả những cái thông tin đó nó sẽ tiếp nhận một cách rõ ràng và đầy đủ. Khi mình bỏ vào miệng rồi thì một lần nữa nó sẽ được nhai, được nghiền, thành ra nó lại có khả năng tiếp xúc nhiều hơn. Và mình nhai càng chậm bao nhiêu, càng kỹ bao nhiêu, thì cái thời gian nó tiếp xúc càng nhiều, cái thông tin nó thâu lượm càng nhiều, càng chính xác hơn. Để làm gì? Tại vì đây chỉ là những cái công cụ thôi để tiếp nhận cái thông tin. Tất cả những thông tin này sẽ được đưa về các cái trung khu xử lý thông tin. Mình có cái trung khu của tánh nghe, tánh thấy, tánh nhận biết. Thì tất cả những cái này nó chỉ là cái phương tiện bên ngoài để nó tiếp nhận thông tin thôi. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình ăn trong chánh niệm tỉnh giác, mình chế biến đơn giản, thì lấy ví dụ như cái con mắt nó nhìn cái màu sắc thì nó tiếp nhận hết tất cả những cái màu sắc, nó đưa vào trong cái chỗ giữ về cái hình ảnh. Cái mũi nó ngửi cái mùi hương thì nó sẽ tiếp nhận và nó đưa vào cái trung tâm giữ cái mùi hương. Và cái lưỡi nó nếm vị thì nó sẽ tiếp nhận và nó đưa vào bên trong. Và nếu như mình không có cái tâm phân biệt, mình không có hồ sơ lưu trữ thì không có problem gì cả. Nhưng mà khổ thay là mình đã có set up cái này từ vô lượng kiếp rồi. Lấy ví dụ như khi mình nhìn cái trái ớt đỏ là mình biết ngay là nó sẽ có cái mùi nồng nồng, phải không? Nó sẽ có cái vị hơi the the. Thì khi mình vừa nhìn nó một cái là mình đưa vào, thì giả sử như khi mình đưa vào mà mình đưa vào không tỉnh giác thì nó sẽ nói: ủa, tại sao cái này thấy cái màu đỏ đỏ? Nhưng mà nếu như mình trộn nó với, chẳng hạn như mình trộn nó với cà rốt, chẳng hạn mình trộn nó với cà chua, quý vị thấy chưa, thì như vậy nó nhìn cái màu bóng bóng, cái vỏ bóng bóng của cà chua và cái màu đỏ đỏ của cà chua nó sẽ giống với cái này, nhưng mà bên kia thì có cái mùi nồng nồng, có cái vị the the hay ngọt ngọt. Nhưng mà tại sao bây giờ nghe cái mùi nó chua chua, cái vị nó chua chua? Thành ra nó sẽ confuse, nó sẽ nhầm lẫn, nó sẽ rối. Thành ra mình càng ăn nhanh bao nhiêu, mình càng chế biến cầu kỳ bao nhiêu, thì nó sẽ không có sát chứng lẫn nhau. Khi mà cái thông tin từ con mắt, cái thông tin từ lỗ mũi, cái thông tin từ cái miệng, ba cái đó nó đưa vào, thì khi cái trung tâm tiếp nhận thông tin thì nó phải confirm lại với nhau thì có đúng hay không. Nếu giả sử mình ăn trong chánh niệm, mình nấu nướng đơn giản, thì vào nó confirm liền, thì nó đưa vào trung tâm xử lý. Và trung tâm xử lý dữ liệu xong thì bắt đầu nó đưa lệnh ra liền, tức là phải tiết ra cái men gì, cái lượng bao nhiêu và xử lý nó ra làm sao. Nhưng mà nếu như mình mà ăn không trong chánh niệm mà nó không dùng ba cái, nó gọi là 3-step confirmation như vậy đó, để xác chứng lẫn nhau, thì nó sẽ rối rắm, tức là nó sẽ có một cái khoảng thời gian nó sẽ question tại sao cái thông tin của anh này đưa vào cái thông tin của anh kia nó sẽ khác nhau. Thấy không? Thì như vậy thứ nhất là nó sẽ mất một khoảng thời gian, một cái năng lượng để nó đi bí, nó tranh luận, hay là nó đang tìm hiểu, nó điều nghiên. Còn nếu không thì nó từ từ nó sẽ mất đi cái niềm tin của một cái anh nào đó. Nếu cái anh nào đưa cái thông tin vào nhiều nhất thì nó sẽ lấy cái thông tin từ anh đó, và từ từ nó sẽ không có cái sự phối hợp nhịp nhàng nữa, tức là nó sẽ tách ra. Và từ đó mình mới bị những cái gián đoạn, từ bị cái rối loạn. Chứ còn nếu như nó đã làm việc phối hợp với nhau chặt chẽ
Thì như vậy mình sẽ trở thành một khối thống nhất, cái sự giao hảo và truyền thông giữa các cái cơ quan của mình, giữa các cái hệ thống của mình, nó sẽ không có cái gián đoạn, nó sẽ không có cái cách biệt, nó sẽ không có cái đấu tranh lẫn nhau hay là cái cục bộ lẫn nhau. Còn nếu như mình cứ tạo như vậy riết thì nó sẽ tạo ra cái sự gián đoạn, sự bế tắc, sự rối loạn. Thành ra chúng ta thấy ngay từ cái giai đoạn đầu nó đã có vấn đề rồi. Mà khi nó có vấn đề như vậy thì trung tâm tiếp nhận thông tin nó sẽ đưa qua trung tâm xử lý dữ liệu. Thì trung tâm xử lý dữ liệu mà không tiếp nhận được cái nguồn thông tin chính xác thì nó sẽ ra cái lệnh không chính xác. Và như vậy thì cái dịch tiêu hóa mà nó tiết ra ở bên dưới, cái dịch tiêu hóa mà nó tiết ra bên dưới sẽ không phù hợp với cái chất liệu mình đưa vào. Thì như vậy, một là nó dư, hai là nó thiếu. Thì nó dư nó cũng không được, mà nó thiếu cũng không xong. Chẳng hạn như bây giờ mình xưa nay là mình ăn thịt, phải không? Thì nó thấy miếng thịt, nó ngửi mùi thịt, và nó nếm cái vị thịt. Thì như vậy nó sẽ tiết ra axit sẵn sàng để tiêu hóa chất thịt, chất đạm. Bây giờ mình ăn đồ giả, phải không? Mình ăn đồ giả, mình sử dụng hương vị giả. Quý vị ăn mì gói mà để cái gói là gói thịt thì nó nghe cái mùi thịt, nó tiết ra cái axit, mà trong khi có thịt đâu. Mình xài tàu hũ hay là mình xài rau để mình giả cái miếng thịt con gà thì nó nhìn cái đó nó tưởng là thịt, mình cho gia vị nó ngửi là mùi thịt thì nó tiết ra cái đánh mảnh thôi, nó vô nó không có. Thì chuyện gì xảy ra? Cái axit đó nó sẽ làm tổn hại cái bao tử của mình. Cái axit đó nó sẽ đi vào máu, nó sẽ làm cho máu mình bị axit hóa và hệ miễn dịch của mình bị suy yếu. Thấy không? Rồi mình lừa nó riết thì cái hệ thần kinh của mình nó sẽ bị lừa. Mà nó lừa thì nó làm sao? Nó rối. Tức là tự mình làm cho nó rối, tự mình lừa mình mà. Thì như vậy biểu hiện ra cuộc đời, tức là mình nuôi dưỡng, mình bằng những cái đó, thì mình đi ra ngoài mình cũng sẽ bị người ta lừa lọc. Rõ ràng mình nuôi dưỡng mình như vậy thì cái gì nó ra cái đó. Mình đưa vào những cái năng lượng như vậy thì mình sẽ chiêu cảm tới những cái năng lượng xung quanh mình là như vậy. Thành ra có những cái mà chúng tôi thấy rất là tức cười, mà mình học Phật mà mình không thấy những cái rất là căn bản như vậy. Rồi, hay là chẳng hạn như khi mình ăn nhanh quá thì nó không tiếp nhận được thông tin đầy đủ, thì nó sẽ không tiết ra cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa đầy đủ. Thì như vậy thức ăn vào nó sẽ không có đủ cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa để xử lý. Thì như vậy nó sẽ không có chuyển hóa được hết, nó không hấp thụ được hết. Thì cái phần còn dư lại nó sẽ biến thành rác rưới độc tố. Thì như vậy trước hết là nguy hiểm cho cơ thể mình, thứ hai hao tốn năng lượng để cho nó dọn dẹp rác rưới rây ra, thứ ba mắc nợ năng lượng của vũ trụ một cách vô ích. Đó, thành ra chúng ta thấy chỉ có cái việc đơn giản là làm sao mình chế biến thức ăn thật đơn giản, dùng vài ba phút tỉnh giác gửi năng lượng an lành, và ăn uống một cách rất là tỉnh giác, rất là chậm rãi, thì ngay lập tức mình đã giúp nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng mình bằng cái chân thật, bằng cái rõ ràng, bằng cái dinh dưỡng. Và cũng từ đó nó sẽ giúp mình chuyển hóa ngược lại. Lâu nay mình đưa mấy cái đồ giả vào rồi, mình lừa nó rồi, thì bây giờ mình phải bắt đầu điều chỉnh nó lại. Lâu nay mình làm cho nó rối rắm rồi, thì bây giờ mình phải làm cho nó được phục hưng trở lại, nó phải reset trở lại. Thành ra quá trình thanh lọc xong là mình đã thực tập cho nó nghỉ ngơi, rửa ráy, chùi rửa rồi, nó bắt đầu nó reset. Thì bây giờ khi mà mình ăn ra trở lại thì mình phải cẩn thận, và mình phải nuôi dưỡng mình như thế nào để cho nó tiếp tục, nó giữ được cái sự tinh khôi, sự chính xác như vậy. Rồi kế đến là chúng ta thấy như ngày hôm qua chúng tôi nói là cái nhiệm vụ nhai của mình không đơn giản chỉ để nghiền thức ăn cho nó nhỏ, mà cái nó sẽ là một cái kích hoạt đầu tiên để đánh thức, báo động và điều khiển hết toàn bộ cái hệ thống đường ống bên dưới của nó, là từ thực quản cho tới dạ dày, gan, mật, đường ruột, vân vân, để nó chuẩn bị, nó tiếp đón, nó xử lý. Thành ra nếu mà mình ăn chậm, mình nhai kỹ thì
mình mới có được cái sự chuyển hóa nó tối đa nha. Mình mới lấy được chất dinh dưỡng tối đa và cặn bã tối thiểu, cũng như những cái dinh dưỡng nó sẽ được chuyển hóa, nó sẽ được vận chuyển tới nơi để sử dụng một cách thích ứng. Còn nếu như mình không có ăn đúng như vậy, thì giả sử như thức ăn nó xuống tới đường ruột rồi, nó cũng không chịu và không chịu chạy đi vào trong máu. Rồi khi nó vào trong máu rồi, nó cũng không chịu chạy cho tới những cơ quan mà đang cần thiết. Thành ra cuối cùng mình bị bệnh đường ruột, cuối cùng mình bị bệnh đường trong máu, bị bệnh mỡ trong máu. Thành ra quý vị để ý những người bị tiểu đường là gì? Những người ăn nhanh quá, ăn nhiều quá, những người thiếu vận động thôi. Thấy không? Thành ra khi mà mình nhai là nó đã kích hoạt toàn bộ cái hệ thống đường ống của mình, từ lớn tới nhỏ, từ bên ngoài tới bên trong, nó đã điều phối hết như vậy. Thành ra khi mình điều chỉnh một cái là nó sẽ điều chỉnh lại hết tất cả cho mình. Đó. Cái kế tiếp nữa là chúng ta thấy khi mà mình nhai thì nó sẽ kích thích cái tuyến nước bọt của mình. Nó sẽ kích thích cái tuyến nước bọt của mình để nó tiết ra nước bọt nhiều. Và cái nước bọt càng ra nhiều bao nhiêu thì cái sự tiêu hóa của mình càng nhiều bấy nhiêu. Tại vì chúng ta biết rằng trong chế độ ăn của mình chủ yếu phải là tinh bột. Trong chế độ ăn của mình, và cái nguồn nguyên liệu căn bản để cung cấp năng lượng cho con người của mình là tinh bột, chứ không phải là chất gì khác cả. 60-70% chế độ ăn của mình phải là tinh bột. Mà cái men để xử lý tinh bột đó chủ yếu là cái men amila trong nước bọt. Thật ra chúng ta thấy mình cứ bị nhầm lẫn, bị kẹt dính vào cái chữ đường. Thành ra mình nghĩ rằng con người mình cần đường để sinh hoạt. Đúng. Nhưng mà cái chữ đường ở đây mình bị dính và mình bị kẹt vào cái đường mà tinh chế, cái đường bên ngoài. Chứ thực sự cái đường mà cơ thể mình cần là cái đường lấy ra từ tinh bột này. Thành ra khi mình nhai càng lâu bao nhiêu, cái nước bọt càng tiết ra nhiều bao nhiêu, thì cái men amila nó càng được sản xuất ra nhiều bấy nhiêu. Do đó nó mới phân hủy các cái tinh bột này thành ra chất đường, và mình cảm thấy cái vị ngọt của nó. Thành ra thứ nhất là mình nhai kỹ bao nhiêu, nhai chậm bao nhiêu thì cái nước bọt ra nhiều bấy nhiêu, cái men amila nó sẽ ra nhiều bấy nhiêu, và nó sẽ phân hủy cái tinh bột nhiều bấy nhiêu để nó biến thành năng lượng cho mình. Mà cái điểm lợi ở đây là gì? Cái điểm lợi ở đây á, là nó tiết kiệm năng lượng rất nhiều. Bởi vì khi mà nó phân hủy ra thành ra cái chất đường rồi á, thì cái chất đường đó sẽ được đi trực tiếp đằng sau cái vòng họng của mình. Đằng sau cái vòng họng của mình là ngay cái chỗ này, nó sẽ đi thẳng trực tiếp lên trên não bộ của mình luôn. Và chúng ta đã học rồi, não bộ của mình thì nó rất là nhỏ, chỉ có 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó sử dụng tới 20% tổng lượng calorie của mình. Tức là nó sử dụng gấp 10 lần so với các cái cơ quan hệ thống khác. Thành ra nó đòi hỏi cái nhu cầu rất là cao. Nếu mà thiếu năng lượng thì ngay lập tức nó sẽ bị mờ, bị suy sụp, bị tổn hại liền. Thành ra nếu như mình đưa được cái nguồn năng lượng này trực tiếp từ đây đi lên đây là một cái con đường quá ngắn. Nó tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều cho con người của mình. Còn ngược lại, nếu như nó phải đánh xuống một cái đường vòng ở dưới này, khi mà nó đánh xuống một cái con đường vòng dưới này thì nó lại phải đi qua cái đường kế tiếp là gì? Khi nó đã chạy xuống cái con đường này là mười mấy thước rồi, thì tất nhiên nó lại phải đi qua tiếp tục theo một cái hệ thống thứ hai nữa, là dài 100 mấy chục cây số. Thấy chưa? Dài 100 mấy chục cây số. Thành ra nó sẽ mất rất nhiều thời gian và năng lượng. Và chuyện gì xảy ra khi mà chúng ta thiếu vận động, khi chúng ta nhai không kỹ, thì nó sẽ nằm dọc đường. Nó sẽ nằm dọc đường chứ nó không đưa tới nơi. Đó, nó không đưa tới nơi, thành ra từ đó mới sinh ra bệnh đường, bệnh mỡ, vân vân.
Thành ra chúng ta thấy khi mà mình nhai chậm, nhai kỹ thì nó tiết kiệm cho mình năng lượng rất là nhiều, thời gian rất là nhiều, nó đưa thẳng lên đây. Rồi cuối cùng là cái nước bọt này nó sẽ đi đâu? Nước bọt mà nó càng tiết ra nhiều bao nhiêu thì cuối cùng là nó sẽ đi vào máu. Và trong cơ thể mình, tất cả các dịch trong cơ thể mình thì chỉ có cái nước bọt là kềm tính nhất. Và ngược lại, cái axit dịch vị là axit nhất. Thì như vậy, nếu như mình nhai chậm, nhai kỹ thì nước bọt ra nhiều, và cuối cùng nó đi vào máu thì nó làm cho máu mình được kềm hóa. Mà khi máu mình được kềm hóa thì cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Mà nếu như hệ miễn dịch mình mạnh mẽ thì nó có khả năng chống quân xâm lăng bên ngoài, nó có khả năng xử lý các cái rối rắm ở bên trong nội bộ của nó. Tất cả những cái rối rắm bất thường ở bên trong nội bộ của nó, tức là trong tự thân của nó giải quyết được hết. Cả bên ngoài, quân xâm lăng, vi khuẩn, vi sinh, vi nấm, tất cả những cái tác nhân từ bên ngoài nó đều ngăn chặn, nó đều chống được hết. Ngược lại, nếu như khi mình không nhai chậm, nhai kỹ thì nó phải thảy xuống đâu? Nó phải thảy xuống dưới bao tử. Mà khi xuống đến bao tử thì ngay lập tức bao tử bị kích thích thì axit dịch vị nó sẽ tiết ra. Quý vị thấy chưa? Mà axit dịch vị không phải để phân hủy chất đường, chất bột. Axit dịch vị chỉ dùng để phân hủy chất đạm mà thôi. Thành ra cái người nào ăn chay mà càng ăn nhanh bao nhiêu thì càng dễ bị bao tử bấy nhiêu. Thành ra khi mà mình thấy cái dịch vị thì nó ra nhiều, đặc biệt đối với những người ăn chay, ăn tinh bột nhiều, là tại vì khi mà mình nhai không kỹ thì ngay lập tức nó sẽ rớt xuống bao tử. Mà rớt xuống bao tử là axit dịch vị tiết ra liền, là tại vì bao tử bị kích thích. Nó vừa thấy cái gì rớt vào nó là ngay lập tức nó bị kích thích để nó tiết ra. Đó là một cái phản ứng tự nhiên. Ngay cả khi mình chỉ mới ngửi mùi thức ăn thôi là nó đã bắt đầu nó tiết ra rồi. Thành ra khi mà cái axit nó ra như vậy mà nó lại không có một cái môi trường để nó hấp thu, không có cái chất liệu để nó hấp thụ và nó phân hủy, nó chuyển hóa, thì cái axit đó nó sẽ bốc hơi lên, nó làm cho mình bị đau, bị rát, bị reflux, nó làm cho mình bị tổn thương cái niêm mạc của mình, thành ra mình bị viêm, bị loét, bị lủng, bị xuất huyết. Rồi cuối cùng thì nó chạy vào máu, nó làm cho máu mình bị axit hóa, thì hệ miễn dịch mình bị suy sụp. Mà khi hệ miễn dịch bị suy sụp thì nó đã không có khả năng chống đỡ quân xâm lăng ở bên ngoài đã đành, nó cũng không có khả năng xử lý luôn những cái rối rắm trong nội bộ của nó. Thành ra mình vừa bị nhiễm trùng dễ dàng, mình vừa bị bệnh dễ dàng, mà mình vừa bị rối loạn, bị nhơ bẩn trong con người mình càng ngày càng gia tăng, mà nó không chuyển hóa được gì cả. Thành ra quý vị thấy chỉ khác nhau có một tí xíu thôi, thấy không? Nó vừa hao tốn năng lượng, nó vừa gây tổn hại, nó làm cho mình suy yếu, nó làm cho mình bệnh tật, nó làm cho mình bị nhơ bệnh. Thành ra nó chỉ khác nhau có một tí xíu đó thôi. Kế đến là chúng ta thấy khi mà mình ngồi cho nó ngay ngắn, đặc biệt là nếu mà chúng ta có điều kiện mà chúng ta ngồi dưới đất đó, khi mà mình ngồi dưới đất đó, thì quý vị sẽ thấy rằng mình nhai, mình ăn một lát mình thấy người mình nó thư giãn, nó thoải mái lắm. Là tại vì khi mà cái năng lượng mà nó không đi xuống đường dưới mà nó đi lên đường trên, rồi đặc biệt khi mình nhai nữa, nó kích thích cái cơ hàm, cơ mặt của mình, thì nó sẽ kích thích cái tuyến mang tai của mình. Và cái tuyến mang tai này nó ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng trước hết là nó sẽ ảnh hưởng cái vùng tai mũi họng của mình, ba cái xoang này, nó sẽ ảnh hưởng ba cái xoang này, ba cái khu trung tâm điều phối này. Thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng ngay cái tai của mình, tại vì nó là tuyến mang tai mà, thì nó ảnh hưởng ngay cái tai của mình. Và cái tai của mình là gì? Tai của mình là cái thận, cái tai của mình là cái thận. Thì quý vị biết rằng cái tai của mình đó, nó còn là một cái
cái thai của mình nó còn là một cái thai bào nằm trong đó nữa, tức là nó còn là một cả một cái con người nằm trong đó. Thành ra khi mà chúng ta thấy cái thai nhi nó nằm ở trong này, và thai nhi là thai nhi hoàn chỉnh, tại vì cái lỗ tai của mình nằm như vậy. Quý vị thấy cái thai nhi bình thường á, thì nó nằm cái đầu nó lên trên, cái mông nó xuống dưới, phải không? Chỉ đến cái giờ phút cuối khi mà chuẩn bị nó ra thì lúc đó nó mới lộn cái đầu xuống dưới để nó chuẩn bị ra ngoài. Thành ra ở đây nó biểu hiện rõ ràng là hình ảnh của một cái thai nhi đã phát triển trọn vẹn để chuẩn bị đi ra ngoài. Cái đầu nó nằm ở dưới, nha. Cái đầu nó nằm đây, mắt nó nằm ở trước, nha. Tim gan vào phổi đây, vai nằm ở đây, ta, và toàn bộ cái cột sống lưng của nó, nha, cho đến cái mông và cái đùi, cái chân nó co vào. Thành ra đây là nó biểu hiện luôn cả một cái con người hoàn chỉnh cơ bản nhất. Thành ra khi mà mình kích thích được cái tuyến mang tai này của mình, cái thứ nhất là mình tác động vào cái thận của mình để nó bổ thận, thì nó chịu trách nhiệm về vấn đề lọc chất độc, gia tăng cái khí lực, cái tinh thần của mình, nha. Nhưng mà khi mà nó đi sâu vào hơn, tức là mình muốn làm sao cho nó trở về hoàn nguyên, tức là cái năng lượng sung mãn, tất cả mọi cái căn bản cân đối như là một cái thai nhi mới phát triển hoàn chỉnh, nha. Thành ra cái tuyến mang tai này khi mà nó được kích hoạt thì nó sẽ giúp cho mình trở về phục hưng lại được cái giai đoạn đó. Kế đến là từ cái tuyến mang tai này nó sẽ đánh lên, tác động lên hai cái tuyến nội tiết tiếp theo nằm ở trong cái sọ não của mình, là cái tuyến tùng và tuyến yên. Là cái tuyến tùng và tuyến yên. Thì cái tuyến tùng và tuyến yên của mình đó, thì quý vị biết rằng nó rất là quan trọng. Cái tuyến tùng của mình đó thì thật ra nó nằm ở mé đằng sau, tức là đằng sau cái chẩm của mình đó, nha. Tức là từ cái tuyến mang tai này mình đi ra bên sau, tức là trên đỉnh của lỗ tai mé đằng sau, thì nó là cái tuyến tùng, và nó đi ra mặt trước ngay cái con mắt thứ ba, tức là từ đó nó đi ra con mắt thứ ba của mình đó, tức là nó là cái tuyến yên, thì trở lại là nó nằm ngay đúng cái vị trí của một cái tam giác. Nó nằm ngay cái vị trí của một cái tam giác. Thì như vậy trở lại là chúng ta thấy tại sao nó quan trọng ở cái chỗ này. Khi mà mình ăn cũng vậy, khi mà mình nằm mà mình thư giãn cũng vậy. Mình sẽ thấy cái người mình nó tự nhiên nó được thư giãn, nó được mềm mại, nha, và nó không còn đau đớn. Lý do là tại vì khi mà cái thần kinh của mình nó được thư giãn, hay là cái tuyến tùng của mình nó được kích hoạt đó, thì nó sẽ làm cho toàn bộ cái thần kinh của mình nó thư giãn.
Mà khi thần kinh của mình thư giãn thì cơ bắp của mình thư giãn, mạch máu của mình thư giãn. Và khi nó thư giãn ra như vậy thì cái sự dẫn truyền của các cái tín hiệu, tức là chẳng hạn như các cái neuron thần kinh, các tế bào thần kinh nó tiết ra hai cái. Thứ nhất là hóa, cái gọi là chemical, tức là một cái hóa chất. Và cái thứ hai là electrical, là một cái dòng điện. Nhưng mà nếu như mình nhìn cho kỹ lại á, thì tất cả những cái hóa chất nó cũng đều là những cái dòng điện, chỉ chẳng qua là nó biểu hiện ở cái trạng thái thô mà thôi. Thì như vậy trong các cái sợi dây thần kinh, nó sẽ được thư giãn và tín hiệu dẫn truyền của nó sẽ thông. Nó sẽ thông, do đó mình không có thấy đau. Còn khi mà nó bị tắc nghẽn thì nó sẽ phản hồi ngược trở lại. Khi nó có một cái sự tắc nghẽn, một cái sự ngăn chặn thì nó sẽ bị phản hồi ngược trở lại. Và chính vì vậy mình thấy đau. Lấy ví dụ như bây giờ quý vị lấy cái tay của mình, lấy cái tay của mình, mình đập. Khi mình đập xuống bàn, mình đập xuống bàn thì dĩ nhiên nó sẽ có một cái phản lực ngược lại từ bàn lên tay mình, thành ra mình sẽ thấy mình đau. Mình càng tác động cái lực xuống mạnh bao nhiêu thì cái phản lực ngược lại mạnh bấy nhiêu thì mình sẽ đau nhiều hơn. Nhưng nếu mà mình cùng sử dụng một cái lực như vậy, nhưng mà mình đập vào không phải là cái bàn cứng mà là vào nước, thì cái phản lực ngược lại nó sẽ yếu hơn, mình đau ít hơn. Nếu cái này không phải là nước mà cái này là không khí, thì mình đập vào mình sẽ thấy nó càng ít hơn, hay thậm chí mình không thấy đau, bởi vì cái phản lực lại nó quá nhỏ. Thấy không? Thành ra trong cái sự dẫn truyền của thần kinh của mình cũng vậy, hay là trong mạch máu của mình cũng vậy, trong cái ống khí của mình cũng vậy. Thành ra nếu như nó được thư giãn ra, được nới rộng ra, và cái tín hiệu hay là cái thể chất của nó được truyền thông hết, thì mình sẽ không có cái sự phản hồi lại. Thành ra mình không thấy đau, không thấy co thắt, không thấy nóng nảy. Còn nếu như mà nó bị chèn ép, nó bị block lại, thì nó sẽ làm cho mình bị căng, bị đau, bị nóng. Thì khi mà mình thư giãn ra, mình nhai kỹ, hay là khi mà mình scanning trong cái kỹ thuật mà thư giãn của mình, thì tất cả những cái đó đều được kích hoạt, và nó làm cho cái hệ thần kinh mình được thư thái ra. Thì tất cả sự dẫn truyền nó sẽ thông, tất cả những đường ống nó sẽ giãn nở. Bên cạnh cái cơ chế đó, thì khi mà nó tác động lên cái tuyến tùng này, thì cái tuyến tùng này còn có khả năng tiết ra một cái chất nữa, là một cái hóa chất nữa, đó là cái endorphin. Thì endorphin này nó là một cái loại chất giảm đau, nó mạnh cỡ như heroin hay là mạnh hơn heroin. Thì quý vị biết rằng ngày xưa thì người ta sử dụng heroin cho y học, nhưng mà ngày nay người ta chỉ sử dụng rất giới hạn cho nghiên cứu mà thôi. Thấp hơn nó là morphine. Thấp hơn nó là morphine. Thì morphine chỉ sử dụng cho những người nào bị cực kỳ đau trong cái giai đoạn cuối của ung thư, hay là những cái trường hợp mà tế bào nó bị phá hủy quá nhanh, cái sự co thắt của thần kinh quá mạnh, thì người ta mới sử dụng tới morphine thôi. Chứ còn heroin bây giờ chỉ sử dụng trong nghiên cứu mà thôi, chứ không có sử dụng bên ngoài. Thì chúng ta thấy rằng cái endorphin nó có khả năng làm giảm đau mạnh hơn cái heroin. Thành ra khi mà nó được kích hoạt, nó tiết ra thì nó sẽ làm cái người mình nó thư thái. Thì đó là nó nằm trên cái cơ chế vật lý và sinh lý thôi. Nó nằm trên cái cơ chế vật lý và sinh lý thôi. Ngoài cái khả năng đó, nó còn có một cái khả năng là tác động trên cái tâm lý và cái tâm linh của mình nữa. Nó còn có khả năng tác động trên cái tâm lý và tâm linh. Là tại sao? Tức là chính vì khả năng làm thư giãn ra như vậy, thì nó sẽ làm cho cái sự rung chuyển hay là cái sự lưu chuyển của các cái tín hiệu nó sẽ nhanh hơn. Và quý vị nhớ cái nguyên tắc căn bản hôm trước mình nói rồi, phải không? Tức là khi mà cái chất liệu, khi mà cái sự lưu chuyển càng nhanh hơn bao nhiêu, thì nó sẽ bắt đầu nó đi lên, phải không? Nó từ thô nó đi lên tế. Đó. Thì khi mà cái sự lưu truyền của các cái tín hiệu thần kinh mà nó được di chuyển nhanh hơn, thì nó làm cho cái thân mình nhẹ nhàng hơn. Và lúc đó mình sẽ cảm giác là mình thăng hoa. Mà càng lên bao nhiêu thì nó sẽ càng mở rộng ra bấy nhiêu, nó càng lên cao bấy nhiêu. Thành ra
lý do mà tại sao những người sử dụng morphine hay là những người mà người ta abuse cái heroin, tức là những cái thuốc mà giảm đau á, chẳng qua là để người ta get high, tức là người ta lên một cái tầm tâm thức, một cái sự rung động khác. Và quý vị thấy đặc biệt là trong cái giới văn nghệ sĩ, trong cái giới mà sáng tác âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa, nghệ thuật vân vân, thì hầu như những người nào mà muốn là những cái người sáng tác đặc biệt, biểu diễn đặc biệt, nói chung là những người nào muốn đặc biệt hơn những người khác đều phải lạm dụng cái đó hết. Đơn giản bởi vì nó sẽ làm cho mình nó sẽ làm cho mình đi lên một cái tầm tâm thức khác, nó làm cho mình rung động, nó làm cho cái tần số rung động của mình ở lên một cái tầm năng lượng cao hơn. Nói một cách đơn giản tức là một cái tần số sống cao hơn. Và khi nó rung động ở một cái tần số sống cao hơn thì nó sẽ bắt được những cái làn sóng cao tương ưng như vậy trong vũ trụ. Tại vì cái tuệ giác hay là tất cả mọi pháp đều có sẵn trong vũ trụ cả. Thì cái này nó tương tự như hôm trước chúng tôi nói quý vị là tất cả những nhà bác học thì người ta đầu tư, người ta nghiên cứu, tức là giống như một thiền sư thôi, người ta chăm chú vào một việc thì cái năng lực người ta không bị phân tán. Nhưng mà ít khi nào mà người ta khai mở, người ta tiếp nhận được khi mà ta ở trong phòng thí nghiệm hay là trong cái phòng nghiên cứu của người ta. Và khi người ta đi ra ngoài trời nó thông thoáng thì ngay lập tức người ta bắt được những cái làn sóng, những cái tần số đó. Thì bởi vì người ta có một cái sự tập trung, người ta có một cái sự tập trung, thành ra cái sự rung động của người ta nó ở một cái tần số cao hơn. Còn đối với những người này thì người ta lạm dụng cái heroin hay là những cái thuốc mà về tâm thần đó để cho nó lên ở một cái tần số khác, thì khi người ta lên ở một cái tần số khác thì người ta bắt được những cái tần số đó. Và khi mà người ta bắt được những cái tần số đó thì người ta sẽ biểu hiện nó lại thành ra cái thể thấp hơn sau khi mà người ta đã xuống dưới cái tầng dưới trở lại. Thành ra quý vị thấy những người sáng tác về văn học, nghệ thuật, âm nhạc, vân vân thì đều bị lạm dụng những cái đó hết cả. Thành ra bởi vì người ta lên một cái tầm năng lượng, cái sự rung động cao hơn mình, thành ra người ta bắt được những cái tín hiệu cao hơn mình, thành ra mình mới thấy nó khác biệt, mình mới thấy nó đặc biệt. Chứ còn nếu người ta cũng ở ngang cái tần số của mình thì đâu có gì đặc biệt, thấy không? Lấy ví dụ như quý vị thấy mình mở cái sóng FM, nó là sóng thấp, thì như vậy nó bằng nhau và nó có rất nhiều. Và nó rất nhiều thì nó dễ gì? Nó dễ nhiễu và mình đâu thấy có gì đặc biệt. Nhưng mà khi mình lên tới một cái sóng cao hơn, tức là sóng gì? Sóng AM. Thì sóng AM thì nó phải cao hơn, nó mạnh hơn, thì nó phải thưa hơn. Và lên sóng nữa là sóng vệ tinh. Thành ra khi mà người ta lên một cái tầng năng lượng cao hơn thì người ta sẽ bắt được những cái thông tin, những cái tần số cao hơn và đặc biệt hơn, thì lúc đó người ta biểu hiện lại. Thì cũng tương tự như vậy, những cái người mà ta biểu diễn cũng vậy. Quý vị để ý những cái người mà biểu diễn đặc biệt, tức là người ta đã có lạm dụng cái thuốc này rồi, thấy không? Thành ra lúc đó người ta không coi mình ở ngang cái level của người ta nữa, người ta ở trên cái level của mình, thành ra người ta không có care cái quý vị như thế nào hết. Tức là diễn xuất, người ta biểu diễn theo cái level ở tầm cao hơn. Thành chính vì vậy mình mới thấy nó khác biệt, mình mới thấy nó đặc biệt. Nhưng mà tất cả các pháp có hai mặt. Khi cái gì không phải của tự thân mình lưu xuất ra, mình vay mượn bên ngoài, thì nó đều dính cái nguyên tắc hai mặt của các pháp hết. Nó hay như vậy, nó tốt như vậy, nhưng mà ngược lại, bởi vì nó tác động trên hệ thần kinh, và hệ thần kinh này nó điều phối hết tất cả mọi cái hoạt động trong người mình. Thành ra chúng ta thấy khi mà lạm dụng cái đô nó hơi quá một tí xíu là nó sẽ bắt đầu ức chế hô hấp, ức chế hô hấp và tuần hoàn. Thành ra quý vị nghe tin những ngôi sao điện ảnh, những minh tinh màn bạc, những cái người đó là người ta ra đi rất là lẹ, chỉ một tích tắc lố cái điều là người ta đi đứt liền. Thì đó là nguyên tắc. Mà cái này nó cũng là cái nguyên tắc căn bản. Là tại sao? Là tại vì mình biết rằng cái mục đích của cái thuốc đó là để nó cho mình get high, tức là nó liberate mình, nó đưa mình lên một cái tầng tâm thức cao hơn, phải không? Một cái sự rung động cao hơn, thanh hơn. Thành ra đó là cái sự chuẩn bị cho mình đi lên. Mà tại vì mình không muốn đi lên, thành ra
nó sẽ kéo mình đi lên nếu như mình không có cái sự làm chủ. Nó không có làm chủ. Và đó cũng là lý do tại sao mà cái tuyến tùng của mình, đó là lý do tại sao mà cái tuyến tùng của mình nó gọi là cửa ngõ giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Tại vì nó vừa có khả năng tiết ra những cái dịch, tức là những cái nội tiết tố để làm thư giãn, làm giảm đau. Nó vừa có khả năng đưa mình lên một cái tầm tâm thức cao hơn, thành ra mình không còn thấy cái sự đau đớn, hay là mình không còn thấy cái thân của mình là thật nữa. Thành ra mình ở trong một cái trạng thái rất là hưng phấn, nhẹ nhàng. Và cái thứ ba nữa, chính vì nó chuẩn bị cho mình như vậy, thành ra nó đang mở cái cửa ra để mình đi vào cái thế giới tâm linh cao hơn. Thành ra tất cả các tôn giáo đều sử dụng cái này, đều tu tập hay là đều sử dụng những cái phương pháp để kích hoạt cái tuyến tùng này của mình. Thành ra chúng ta thấy cái việc thực tập là cái việc thực tập khi mà mình ngồi mình ăn cho nó chậm, nó kỹ, nó sẽ giúp cho mình được thư giãn, nó giúp cho mình được trị bệnh, và nó giúp cho mình làm sẽ mình phát triển cái tuệ giác và phát triển cái tâm linh của mình. Rồi từ cái tuyến, từ cái tuyến tùng đó ha, quý vị thấy từ cái tuyến tùng đó, tức là như hồi nãy chúng ta nói là từ cái tuyến mang tai, từ cái tuyến mang tai nó sẽ đi lên cái tuyến tùng, rồi nó sẽ xuống cái tuyến yên, là cái mà nó nằm ngay trước con mắt thứ ba của mình đó. Ở đây là mình nhìn, ở đằng sau này là cái óc của mình, ở sau này là cái chẩm, cái óc của mình. Thì như vậy cái tuyến mang tai của mình đó, nó sẽ nằm ngay cái mé trước. Rồi cái tuyến tùng nó nằm ở đằng sau, rồi sau đó là nó sẽ ra cái tuyến yên. Thì như vậy ba cái bộ này nó sẽ giúp cho điều khiển. Thì chúng ta biết rằng cái tuyến yên này nó sẽ chịu trách nhiệm hết cho tất cả mọi cái nội tiết tố của mình, chẳng hạn như cái serotonin, norepinephrine, cái adrenaline, rồi cái mà để nó điều khiển, còn một cái nữa để nó điều khiển cái bệnh Parkinson, rồi kể cả cái hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm của mình cũng bị control bởi cái này. Thành ra khi mà mình cân bằng nó trở lại thì ngay lập tức trước hết là hai cái hệ thần kinh của mình nó sẽ được cân đối, kế đến là cái sự điều phối giữa cái cơ bắp và cái thần kinh, nó cũng sẽ được điều phối trở lại. Thành ra khi mà mình điều chỉnh được cái này thì chúng ta thấy mình sẽ tránh hai cái thái cực, hoặc là trầm cảm, hoặc là bị điên loạn. Mình sẽ được điều chỉnh lại giữa cái bệnh mất trí nhớ và cái bệnh Parkinson disease. Mình sẽ điều chỉnh lại được giữa cái bệnh mà liệt cơ với là cái bệnh mà red leg syndrome, tức là tay chân mình nó cứ rung, nó cứ giật, mình không có ngồi yên. Thành ra tất cả đều được cân bằng từ cái tuyến này, từ cái tuyến tay. Sau khi mà nó cân bằng lại như vậy thì chúng ta biết rằng cái hệ thống nội tiết tố của mình nó theo cái hệ thống hàng dọc, tức là từ cái bộ chỉ huy tối cao nó nằm ở mái đằng sau đỉnh đầu của mình là cái tuyến tùng. Đây là nơi cái cửa ngõ, tức là từ đó nó mới bắt đầu nó mở cái con đường cho mình đi lên cái huyệt bát hội á. Thành ra nó là cái ông chủ, và ông chủ này thì nằm rất kỹ ở sau. Rồi từ đó nó bắt đầu nó điều khiển qua cái tuyến yên. Tuyến yên thì nó bắt đầu nó xuống tuyến giáp tràng, xong nó bắt đầu tuyến thymus là cái tuyến đầu ngành của hệ miễn dịch của mình. Sau đó nó qua tim mạch, nó qua tiêu hóa, nó qua nội là sinh dục, và nó qua cái hệ sinh dục của mình đó. Thành ra quý vị thấy là một cái hệ thống hàng dọc nó được chi phối từ cái tuyến nội tiết căn bản tối cao của mình là cái tuyến tùng. Rồi từ đó nó bắt đầu nó đi theo cái hệ thống hàng ngang, nó bắt đầu nó đi theo cái hệ thống hàng ngang.
Chẳng hạn như qua tuyến yên thì chúng tôi vừa nói nó chịu trách nhiệm luôn cả hai cái hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Nó vừa luôn cả cái epinephrine với cái norepinephrine. Rồi nó chịu luôn trách nhiệm cho cái hai cái bệnh của mình mà mình thường bị bây giờ, tức là bệnh cái bệnh mà cơ bắp nó teo, nó liệt, hay là cái bệnh mà co giật của cái Parkinson, cái bệnh mất trí nhớ, vân vân. Rồi xuống tới cái tuyến giáp tràng cũng vậy. Thành ra từ đây mình mới thấy rằng cái hệ thống hành chính của mình được ứng dụng vào trong cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ, mà con người chúng ta là một tiểu vũ trụ. Thì cái hệ thống hành chính của mình nó phải đi theo từ trên xuống dưới, rồi lúc đó nó mới đi theo cái hệ thống hàng ngang. Thành ra khi mà chúng ta ngồi và chúng ta ăn cho kỹ, thì từ đó nó sẽ làm cho cái tiêu hóa, tức là mình đưa thức ăn từ ở trên đi xuống dưới. Quý vị thấy chưa? Tức là thức ăn từ ở trên đi xuống dưới, từ thô nó biến thành lỏng, cuối cùng nó biến thành khí. Rồi khi mà nó ngồi xuống, nó xuống tới ở dưới dưới rồi thì nó bắt đầu nó sẽ đi ngược lại lên trên, theo nguyên tắc tuần hoàn mà. Phải không? Mình đã học cái nguyên tắc tuần hoàn, cái nguyên tắc luân hồi trong tất cả những ngày hôm nay và tất cả các quy luật. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng đi từ thô nó biến thành tế, rồi sau đó thì nó mới bắt đầu nó biến từ cái dưới này nó đi lên ngược trở lại. Thành ra mình mới thấy là trong cái mà mình thường nói là từ tinh nó biến thành khí, rồi nó biến thành thần. Thì cái chất dinh dưỡng mình đưa vào nó sẽ được chuyển xuống cho xuống dưới, xử lý xong, xô hết, hấp thụ xong, thì sau đó nó sẽ đưa lên ngược trở lại. Thành ra khi mà mình ngồi ăn đó, nếu được là mình ngồi ngay ở dưới đất, ngồi cân bằng, thì như vậy mình sẽ chuyển hóa được nó ngay trong từng cái miếng ăn của mình, ngay trong từng hơi thở của mình, thì nó đều nuôi dưỡng mình hết. Rồi thì đó là một vài điểm mà chúng ta phải cần lưu ý trong cái việc nuôi dưỡng của mình, không những riêng về giờ giấc mà cách thức và nghệ thuật, thì nó sẽ giúp cho mình vừa nuôi dưỡng cái thân vật lý của mình, sinh lý của mình, tâm lý của mình, tâm linh của mình. Nó vừa giúp mình điều chỉnh lại hết tất cả những cái rối loạn và những cái bất quân bình trong người mình, từ thể chất ban đầu, tức là mình đã ngồi cho ngay ngắn, đến chuyển hóa lại cái sinh lý, cái nội tiết của mình, cho tới cái thần kinh của mình. Nếu như mình bị bế tắc thì nó cũng làm cho mình được giải thông, mình được đau nhức thì nó cũng làm cho mình được giảm, vân vân. Thành ra cái việc thực tập này nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều. Và khi mà chúng ta thực tập cái này xong rồi á, thì quý vị thấy sau đó là mình bắt đầu mình, tại sao trong khóa tu học thì chúng tôi đòi hỏi quý vị có được cái thiền thư giãn, cái thiền soi sáng, là nó sẽ đi vào cái chiều sâu hơn. Nó sẽ đi vào cái chiều sâu hơn bên trong. Thành ra chúng ta cố gắng thực tập cái này vào cái buổi trưa. Chúng ta cố gắng thực tập cái này vào buổi trưa. Rồi cái kế đến là mình phải làm sao? Mình thực tập cái ăn sáng. Thực tập cái ăn sáng thì hôm trước chúng tôi đã nói là cái chế độ ăn như thế nào rồi. Cái tối kỵ của mình là ăn tối. Tối kỵ là ăn tối. Đặc biệt là khi mình ăn thức ăn động vật hay là mình ăn nhiều, thì nếu giả sử buổi tối còn ăn thì chúng ta nên ăn nhẹ, ăn ít, và nên ăn không có thức ăn động vật. Cũng không nên ăn những cái đồ quá âm, không nên ăn những cái đồ quá lạnh. Rồi thì cái kế tiếp là cái lễ lại, cái lễ lại, cái ngủ nghỉ. Thì khi mà quý vị ngủ thì mình nằm mình thư giãn, thì cố gắng làm sao mà chúng ta nằm đừng có trên cái nệm quá dày quá mềm, đừng có nằm trên cái nệm quá dày quá mềm. Tại vì chúng ta biết rằng
khi chúng ta nghĩ là mục đích cho toàn bộ cơ bắp chúng ta nó phải được thư giãn và các cái khí, các cái dịch trong người mình nó phải được lưu chuyển để nó đào thải độc tố và nó hấp thụ năng lượng trở lại. Thành ra nếu như nó có sự chèn ép, nếu như nó có sự chèn ép thì nó sẽ làm giới hạn cái sự lưu chuyển đi. Thì như vậy cái sự đào thải độc tố nó cũng sẽ bị hạn chế và cái sự hấp thụ năng lượng recharge trở lại nó cũng sẽ bị hạn chế. Và quý vị thấy hôm trước chúng tôi đã có nói rồi, tức là cái cột sống con người ta, nó cái cột sống của con người ta nó phải tuân thủ theo cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ, tức là nó không phải là một cái đốt sống hay là một cái xương dài và cứng, mà nó phải được kết hợp bởi nhiều cái đốt sống lại với nhau. 33 cái đốt sống này, 33 cái đốt nó móc lại với nhau, nó liên kết với nhau một cách rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi, lỏng lẻo, thì như vậy nó mới linh hoạt và mình mới khỏe mạnh. Và khi nó kết hợp lại với nhau cũng vậy, nó không nằm thành một cái đường thẳng đom, mà nó phải tuân thủ theo đúng cái nguyên lý của vũ trụ, tức là cái con đường của nó. Quý vị thấy cái con đường của nó là nó phải nằm theo đúng cái hình, cái cấu trúc, cái hình thể của cái con đường đi của vũ trụ. Thành ra khi mà mình để cho cái thân của mình, cái cột sống của mình mà nó cứng ngắc, nó thẳng đơ, là coi như nó sẽ bị tắc nghẽn, nó sẽ bị ngược lại với cái sự vận hành, cái năng lượng của vũ trụ liền ngay lập tức. Thành ra khi mà mình nằm nghỉ, khi mà mình nằm nghỉ thì mình phải nằm cho nó thư giãn ra. Mình phải nằm cho nó thư giãn ra và mình sẽ phải nằm trên cái mặt phẳng vừa phải thôi, đừng có mềm, để làm sao nó chỉ chạm 3 điểm thôi, là cái óc của mình, ngang đốt sống giữa và cái xương cùng hay là cái xương chậu của mình mà thôi. Tại vì cơ quan chính yếu của mình, cơ quan chính yếu của mình nó nằm khúc trên, nó nằm khúc dưới, chứ nó không nằm ngang chính giữa này. Ngang giữa này là cái chỗ giao lưu của nó, nó không có cái gì ở đây hết cả. Thành ra khi mà cái năng lượng nó chạy từ ở dưới lên trên, tất cả cái năng lượng của mình, khí lực của mình là nó dồn ở dưới, thì nó đi trong cái khoảng này hoàn thầu hết là tất cả những cái cơ quan tiêu hóa, bài tiết, sinh dục của mình nằm dưới này. Thành ra khi mà nó lưu chuyển, nó không có bị chèn ép, nó sẽ dễ dàng. Rồi lúc mà nó đẩy lên tới ngang đây, lỡ mà nó có bị cái chèn ép ở đây một tí xíu, nó sẽ không ảnh hưởng bất cứ một cái cơ quan nội tạng nào nằm ở cái khoảng này cả. Thành ra sau đó đủ sức ép nó sẽ đẩy lên tới trên này. Và khi nó đẩy lên tới trên này thì nó là dính tới hô hấp, tuần hoàn. Đó, nó dính tới hô hấp, tuần hoàn và miễn dịch, thì nó lại tiếp tục lưu chuyển trong này. Thành ra nó sẽ không có gây nên cái sự chèn ép. Cái điểm thứ hai mà chúng ta nhắc ở đây là chúng ta cố gắng thực tập cái lễ lạy khí công để làm gì? Hai cái nguyên tắc căn bản là cân bằng song hành, để phục hưng lại hết tất cả những cái rối rắm của mình, những cái lệch lạc của mình, từ thân vật lý cho tới cái tâm lý, tâm linh. Cái điểm thứ hai nữa là cho nó trở về hoàn nguyên, tức là cái sự vận hành của nó, sự lưu chuyển của nó phải nhịp nhàng theo cái con đường sống. Thì chiều nay chúng tôi sẽ cho quý vị lý giải về cái lý của cái phương pháp này, để chúng ta thấy cái công năng của nó không phải chỉ giúp cho mình được khai thông những cái bế tắc hay là điều chỉnh những cái rối rắm trong cái thân vật lý của mình đâu, mà nó còn giúp cho mình điều trị được tất cả những cái bệnh của mình, cũng như nó giúp cho mình trở về cái nguồn trên, phát triển được cái tuệ giác và cái tâm linh. Thì đó mới là cái mục tiêu, cái cứu cánh cuối cùng. Thì chiều nay thì chúng tôi sẽ giải thích và sẽ minh họa cho quý vị cái phương pháp đó là cụ thể lại, để chúng ta thấy được cái công năng của nó và mình cố gắng mình ứng dụng thường xuyên hơn. Rồi đó là cái ngủ nghỉ và cái vận động lễ lại. Rồi thì đó là tạm một vài những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thì chiều nay thì chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề là thủ tục
của mình ăn ra như thế nào. Chiều nay mình sẽ nói cái thủ tục ăn ra là tại vì ngày mai thì bắt đầu quý vị phải về để tự tiếp tục làm. Thì khi mà mình đi vào cái chương trình thanh lọc này, nên nhớ nó cả một quá trình luyện tâm, quá trình chuyển hóa cả thân lẫn tâm. Thành ra nó đòi hỏi phải xuyên suốt và lâu dài. Nếu như mình finish được tới hết ngày mai, mình chỉ mới được 50% thôi. Và trong 50% của suốt tuần lễ như vậy thì 3 ngày đầu quý vị được 25 điểm. Tiếp tục mấy ngày sau được 25 điểm nữa. Thì như vậy cho dù quý vị có kéo dài ra thêm được 2 tuần hay 3 tuần thì cũng khoảng đó thôi, không có hơn. Tại vì trong cái khóa này chúng tôi không biết tại sao mà đến giờ này mà quý vị vẫn còn cảm thấy đói, thấy mệt. Chứ thông thường là tới hết ngày thứ 3 là không còn cảm giác đói, không còn cảm giác gì nào, chỉ thấy là nó nhẹ nhàng, nó thanh thản thôi. Không đói mà cái mũi hửi rõ quá. Thì nó phải nhạy bén hơn chứ. Nhưng mà mình đã nói là mình chuyển hóa cả 4 tầng tâm thức. Tức là làm sao mình phải tập làm chủ, tập dừng, đừng để cho nó bị dính, đừng để cho nó bị nhớ với cái ký ức của nó. Tức là đây là một quá trình chuyển hóa và luyện 4 tầng tâm thức, 4 cái thân của mình đó. Thành ra quý vị thấy là thực ra là có những người vẫn đứng trong bếp nấu nướng, chứ không phải là chỉ đi ngang ngửi đâu. Vẫn nấu, vẫn nêm, nhưng mà hoàn toàn nó không dính tí nào nữa, chứ không phải là ngửi không. Tức là đi qua hết cả xúc thực, đoạn thực, tứ niệm thực, nhưng mà không dính. Tức là đó là mình phải luyện tập đến như vậy đó. Thành ra chiều nay thì mình sẽ nói đến tiếp tục. Tại vì quý vị làm được tới hôm nay là mới được 50%, cái phần còn lại sẽ 50%. Đó, rồi chiều nay thì mình sẽ tiếp tục tổng kết một vài cái điểm quan trọng và cho quý vị chia sẻ, cũng như là chúng tôi sẽ cố gắng trả lời hết tất cả những cái phần câu hỏi mà còn mắc nợ đại chúng ở đây. Rồi, thôi bây giờ mời đại chúng chúng ta ngồi lại thật là ngay ngắn, thoải mái, trở về lắng nghe hơi thở của mình để mình nghe tiếng chuông và hồi hướng. Đều tròn thành Phật.